tụi bay hay lắm, tao sẽ khiến cho hai đứa bay á sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Ông lo cho bản thân ông xong chưa? Mà ông ham nghe ai? Tôi nói cho ông biết nha, cái chuyện ông dở trò ức hiếp những người con gái công ty mới vô nghề á, còn non dài như bồ tôi á, tôi đã biết hết và theo dõi ông từ lâu rồi. Và hiện bây giờ trên báo chí á, đang phong phu gì của anh đó. Tôi đã ghi em lại theo dõi ông từ lâu rồi. Ông chuyên gia vô công ty rồi ông dê, ông dẫn ông dê những cái người những người nhân viên nữ mới vô nghề, mới vô nghề đúng không? Đây nhân viên nữ. Tất cả những chuyện này tôi đã công bố lên báo chí rồi. Ông chờ ngày ra tòa đi. Quay cẩn kèo thế này. Mày dám hả? Tôi không dám thì ai dám? Tôi dám là ai dám? Tôi không dám thì ai dám? Huy Hoàng mà. Tôi biết là cái má anh chính đi. Ông này ông dám đấy. Ông này ông dám đấy. Dám chứ? Dám. Kịch bản vậy mà không dám được. Cái bản đứa gì vậy? Dám. Cuối cùng thì em không thông suốt rồi phải không? Em yên tâm đi. Dễ dàng lắm. Đây, có sướng cái thôi. Tại bữa trước là có nhân tố khác. Anh nhớ. Vàng. Vàng thị. Nhớ không nhớ? Nửa vàng đó. Được chưa? Chỉ cần á, em ngoan ngoãn nghe lời anh á. Em bị mất con cái con gì cho hồ cá lên. Khó khăn là đang thực phẩm rô à, là bồ em á, đúng là thực phẩm người ấy tôi xài thì biết giữ gìn lắm đó. Tôi xin lỗi, tôi không có làm được. Ơi anh Hoa em biết cái gì vô đây rồi đâu dễ gì ra được hả em? Anh tha cho tôi đi mà. Tôi xin anh đó, anh buông tôi ra đi. Hôm nay bằng mọi giá anh phải ăn được em. Buông tôi ra. Buông tôi ra rồi. Nãy giờ quấn nặng, nãy giờ có thấy ôm gì đâu mà buông. Mất rồi. Không làm gì vậy? Mày dám đánh tao hả? Em có sao không? Về. Nó đang về. Nó đang về, nó đang muốn mày đừng có vô. Anh sao vậy? Đó, anh làm vậy chưa? Ủa sao anh, em móc cái bao ra vậy? Xin lỗi. Anh lên cứu không? Sai lúc rồi. Em xin lỗi anh, em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi. Em đừng có làm như vậy. Nếu anh không tới kịp lúc á, em biết là anh nói thẳng lắm không? Rồi là anh vô đó hả anh đánh anh tiếp. Tụi bay hay lắm. Tao sẽ khiến cho hai đứa bay á sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được. Ông lo cho bản thân ông xong chưa? Mà ông ham nghe ai? Tôi nói cho ông biết nha, cái chuyện ông dở trò á, ức hiếp những người con gái công ty mới vô nghề á, còn non dài như bồ tôi á, tôi đã biết hết và theo dõi ông từ lâu rồi. Vậy bây giờ trên báo chí á, đang phong phu chuyện của anh đó, chuyện của ông đó, ông chuẩn bị ra hồ to đi bây giờ. Mày dám hả? Tôi không dám thì ai dám? Chị em, ông phải nhớ thêm tôi. Tôi là Trần Đức Mạnh. Ai? Trần Đức Bo chứ. Trần Đức Bo. Trần Đức Bo. Thì cái tên thì thôi, tôi là Mạnh. Tôi là Trần Đức. Thôi, hơn chưa nói chuyện kia, nói chuyện kia là hơi đụng chạm nha, chứ đầu là hơi đụng chạm nha. Rồi, không biết hồi nãy anh Nam anh nằm bên này, anh quay ảnh là cái máy của em là máy ăn tiền. Anh Nam, hồi nãy anh nằm bên quay là cái máy này, quay ảnh là máy ăn tiền. Bởi nãy em phút lâu kịp đó. Quay nhất cho anh Nam xin hình nha. Cũng kịp luôn. Chết hình nữa, Nam chụp hình cho thấy. Nay Loan mặc một cái váy rất đẹp. Nhìn ở ngay giữa trái tim nó có một cái khe cửa sổ. Con có nói là tại sao mà trong một năm rồi, kể từ thời điểm tất niên năm 2022 thì tới bây giờ này Lon mới được mời. Anh giải thích đi. Đâu à, trước tiên giải thích thì anh mới nói là hôm nay Loan có một cái bộ váy rất đẹp. Tại vì ở giữa tâm hồn có một cái cửa sổ. Đó là trung tâm á. Trung tâm có một cái cửa sổ xuyên thấu. Em cố gắng em phát huy em mặc những cái bộ mà có cửa sổ cho đẹp. Cửa sổ lo lo mới mở chứ không thể nào mở hoài. Đúng rồi. Này phải đề nghị camera bắt cận ngay trung tâm không? Cửa sổ lo lo mới mở. Ok, vậy giờ mình... À, giờ hả? Chờ luôn hả? Loan là một năm nữa hả? Chờ luôn mình chạy căng nữa. Hả? Chờ luôn. Một năm nữa hả? Chờ. Loan một năm hả? Thì từ nó ngoài nó đóng gì đâu. Mời mấy lần bạn đi. Hiểm có mời nhưng mà bạn có mời, đúng là có mời. Nhưng ý là nó không có không. Đóng không? Đóng không? Đóng không? Đóng không? Hôm nay rất là đặc biệt, đó là có đến rất nhiều camera. Mọi người thấy không? Wow, camera nhiều chưa?
quá dữ luôn. Có ba diễn viên mà camera nhiều hơn diễn viên luôn. Và tôi cũng nói các bạn luôn là phim nhà bà nữ là tôi không có đóng nha. Tại vì có cái bữa mấy hôm mấy bạn hỏi là thấy anh kia giống anh Huy Hoàng, không phải đó là trong lưng nha. Anh này anh không đóng nhà bà nữ nhưng mà anh đóng nhà bà nội. Nhà bà nam tôi đóng nha. Trong lưng thì đúng là mặc dù anh không đẹp bằng tôi nhưng mà đúng là trong lưng đóng nha. Thì là nghĩa là anh đang ngủ nhại. Rồi xong rồi lúc mà anh dẫn xuống là lúc bắt đầu anh lên kiếm điểm nha. Rồi lúc là anh đẩy em xuống là sẽ ngồi đây đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Là sẽ đẩy vô vậy. Rồi được. Rồi xong rồi tiếp tục là khi mà đẩy anh ra. Không. Mình phải nghiên cứu cái kiểu nào mà anh kéo xuống nè.